bạch mé. Bạch mé vô sinh sản nha mọi người. Đấy. À, mình còn đâu vài con thôi. Đấy. Là để lại cho mọi người giá cũng hợp lý đấy. Mọi người có cần thì liên lạc mình nha. Đấy, mình chỉ còn vài con bạch mái này thôi. Bạch mái. Đấy. Đây là hồng mái, hồng mái đây cũng bầu sinh sản nha. Đấy. Hồng mái cũng bầu sinh sản. Đấy. Đây bạch mái đây. Đang sái tổ mạnh rồi. Đấy, con này là về vào sinh sản ngay đấy. Nó bị lên một tí ở đầu kia. Con này mình cũng để giá cho hợp lý cho mọi người về về ghép đẻ liền nha. Đấy. Đấy. Chim rất là đẹp. Đấy, mấy chim đây là về ghép đẻ liền nha mọi người nha. Đấy, rồi, mọi người có cần thì liên hệ em. Đấy, liên hệ mình. Chỉ còn vài con thôi nha mọi người. Đấy. Hết đợt đây là không có nữa đâu. Đấy.